Chiều 13 tháng 2 tại thành phố Vinh, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tổ chức lễ xuất quân và ra mắt đơn vị đồng tài trợ của mùa giải 2022. Mùa giải đầu tiên sau khi có nhiều sự thay đổi mạnh mẽ, đội bóng xứ Nghệ đặt mục tiêu nằm trong top 3 đội bóng mạnh nhất. Với sự hỗ trợ của tập đoàn Tân Long, Sông Lam Nghệ An đã gia hạn hợp đồng với nhiều cầu thủ đội tuyển quốc gia như Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng, đồng thời chào đón sự trở lại của Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng cho đội bóng quê hương. Mùa bóng 2022, câu lạc bộ sẽ tham dự hai đấu trường lớn là V-League và Cúp Quốc gia. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Huy Hoàng, các trợ lý như Phạm Văn Quyến, Phan Như Thuật, đội sẽ có trận đấu ra quân là chuyến làm khách trên sân của câu lạc bộ BKM Bình Dương vào ngày 25 tháng 2. Cũng trong buổi lễ xuất quân, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã công bố đơn vị đồng tài trợ cho mùa bóng 2022, đó là thương hiệu Erosan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp từ châu Âu. Như vậy, cùng với nhà tài trợ trang phục Grand Sport, trên áo thi đấu chính thức của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An mùa giải năm nay sẽ xuất hiện hai thương hiệu lớn là gạo Aan và Erosan.